máy mẹo và thủ thuật edit video trên CapCut tốt nhất, giúp video của chúng ta tối ưu hơn, hiệu quả hơn và chuyên nghiệp hơn các bạn nhé, dễ dàng ăn đề xuất hơn. Cái mẹo đầu tiên đó là xóa logo CapCut. Khi các bạn bắt đầu tạo một dự án mới ấy, thì CapCut sẽ mặc định cho chúng ta là cái logo CapCut ở cái phần cuối cùng như thế này này. Tất nhiên bây giờ thì các bạn có thể nhấn vào và xóa nó đi. Nhưng nếu các bạn không muốn cứ mãi thực hiện như vậy thì các bạn vào đây, vào phần cài đặt này nhá. Và các bạn ở cái phần thêm phần cái mặc định này các bạn nhấn vào đây và các bạn hủy bỏ nó đi nhá. Và bây giờ chúng ta kiểm tra kết quả nhá. Ví dụ nhá. Đây không có các bạn nhé. Mẹo thứ hai đó là các bạn có thể phóng to thu nhỏ cái video, cái hình ảnh của chúng ta, làm cho cái video của chúng ta nó linh hoạt hơn, nó không gây nhàm chán và nó thu hút hơn nhé. Các bạn nhấn vào video nhé. Sau khi đó các bạn kéo đến phần đầu này. Và sau khi đó các bạn nhấn ở dấu cộng này này. Đó. Và cuối cùng thì các bạn kéo đến cái phần cuối của video, cái phần mà các bạn muốn di chuyển đó. Đây. Và tiếp theo là các bạn nhấn dấu cộng ở phần đây. Và các bạn muốn to bao nhiêu, thu phóng bao nhiêu thì các bạn có thể điều chỉnh nhé. Đây mình ví dụ nhé, đây là ví dụ nhé. Và các bạn cùng xem video nhé. Những bí mật làm YouTube mình sẽ tiết lộ trong khóa học làm YouTube. Vì vậy, đó. Mẹo thứ ba đó là chúng ta có thể tăng cái tốc độ của video của chúng ta, giúp cái video của chúng ta tối ưu hơn, giúp chúng ta là dễ dàng ăn đề xuất hơn các bạn nhé. Để tăng tốc độ thì các bạn nhấn vào video này, và các bạn vào cái phần tốc độ này này, các bạn chọn cái phần bình thường này. Các bạn có thể là tăng lên 1,2 lần nhé, 1,1 hoặc 1,2 lần. Thì ở đây là các bạn thấy từ giây thứ 2.8 nó sẽ chuyển thành 2.3 giây đây. Rồi các bạn ok thì các bạn đồng ý nhé. Các bạn xem kết quả này. Những bí mật làm YouTube mình sẽ tiết lộ trong khóa học làm đó, nó sẽ nhanh hơn, nó giúp video tối ưu hơn các bạn nhé. Cái mẹo thứ tư đó là bạn có thể tách nền hoặc là tách phông xanh các bạn nhé. Các bạn vào đây và chèn một cái hình ảnh nền vào nhé. Cái phông nền xanh, mình ví dụ như phông nền xanh nhé. Đây này, kích vào đây nhé. Và các bạn hướng đến phần này này. Một là các bạn có thể tách phông xanh không, hoặc đây các bạn nhấn vào cái phông xanh này này, hoặc các bạn xóa nền luôn nhé. Thì nó cũng được các bạn nhé, nó cũng đều như nhau thôi. Mình ví dụ nhé. Đó các bạn thấy không? Đó, và các bạn có thể di chuyển rộng ra đây. Đó là ví dụ nhé. Mẹo thứ năm đó là bạn có thể dịch cái phụ đề tự động của bạn, giúp cho bạn mở rộng được cái tệp đối tượng không nghe thấy, giúp cho cái người xem ấy, người ta hiểu được nội dung dễ dàng hơn mà bạn đang nói. Vào đây nhá, vào phần này này, và các bạn thấy cái này không? Là phụ đề tự động này này, các bạn dịch. Rồi, ví dụ như các bạn bắt đầu luôn nhá, các bạn có thể là chọn âm thanh gốc và bắt đầu. Rồi, khi đây là những gì mà mình vừa nói, và các bạn có thể vào đây để thay đổi cái phông chữ này. Mình ví dụ này. Đây, thay đổi phông chữ này, thay đổi phong cách này, đây là mình ví dụ nhé. Và các bạn có thể kéo to thu nhỏ ra đây nhé. Thì như thế này nó sẽ làm cho video của chúng ta tối ưu hay hơn, và nó có thể là mở rộng được cái tệp đối tượng của chúng ta nhé. Đây là mình ví dụ thôi các bạn nhé. Rồi các bạn cùng xem này. Những bí mật làm YouTube mình sẽ tiết lộ trong khóa học. Đó. Mẹo thứ sáu là bạn có thể nhảy cắt cái video của chúng ta, giúp video của bạn nó linh hoạt hơn, nó đỡ gây nhàm chán hơn nhé. Để mà thực hiện cái bước nhảy của cái video của chúng ta ấy, thì đầu tiên các bạn nhấn vào tách này. Ví dụ như mình đang muốn thực hiện cái bước nhảy của cái phần này nhé. Đây này, có cái phần này này, thì đầu tiên vào đây các bạn có thể là kéo vào đây này, kéo nhấn như này nhá. Và các bạn có thể kéo to ra như thế này, kéo to ra như này. Đây di chuyển. Và các bạn di chuyển làm sao cho phù hợp nhé. Và các bạn thấy hay là được. Đây các bạn cùng xem này. Bạn muốn tăng view, tăng sub, phát triển kênh YouTube hiệu quả, kiếm tiền như thế này nó làm cái video của chúng ta nó thu hút hơn. Cái mẹo cuối cùng, mẹo số 7, bạn có thể đọc được cái text của chúng ta, khi mà các bạn không nhất thiết là các bạn phải xuất hiện mặt, nhưng mà các bạn ghi một cái chữ nào đó thôi và CapCut sẽ tự động đọc cho chúng ta. Các bạn nhấn vào cái đây này và các bạn nhấn tự đọc này này, thì ở đây nó cho chúng ta là cái chuyển tiếng Anh hoặc tiếng Việt, ví dụ như ở tiếng Việt nhá. Nhấn vào đây. Khóa học làm YouTube chuyên sâu. Rồi các bạn đây. Khóa học làm YouTube chuyên sâu. Đó, nếu mà các bạn ok thì các bạn nhấn ok nhá, và bắt đầu nó sẽ chạy này. Khóa học làm YouTube chuyên sâu. Và đừng quên, nếu các bạn muốn tìm hiểu cái khóa học làm YouTube chuyên sâu thì các bạn hãy nhấn vào đây nhé.